Montana trở thành bang đầu tiên ở Mỹ cấm toàn diện ứng dụng truyền thông xã hội TikTok. Ngày 17 tháng 5, Thống đốc Greg Sanford đã ký ban hành luật, bắt đầu có hiệu lực từ năm 2024, đưa Montana trở thành bang đầu tiên ở Mỹ cấm toàn diện ứng dụng truyền thông xã hội TikTok. Đạo luật ngay lập tức tạo ra làn sóng chỉ trích từ TikTok và bộ phận những người ủng hộ quyền tự do ngôn luận, trong đó có cả Liên minh Tự do Dân sự Mỹ. Lệnh cấm Montana sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1, cấm TikTok hoạt động trong Treasure State và loạt các cửa hàng ứng dụng, chẳng hạn như Google Play và Apple Store. TikTok và các cửa hàng ứng dụng sẽ phải chịu phạt $10,000 một ngày nếu vi phạm luật. Người dùng TikTok cá nhân sẽ không bị phạt. Ông Sanford đã ký một dự luật vi phạm quyền của người dân Montana bằng cách cấm TikTok một cách bất hợp pháp, một phát ngôn viên của TikTok cho biết trong một tuyên bố. Không rõ lệnh cấm sẽ được thực thi ra sao hoặc điều gì sẽ xảy ra với những người Montana tải xuống ứng dụng trước ngày nó bắt đầu có hiệu lực. Hơn nữa, vẫn còn những thắc mắc xoay quanh việc liệu người Montana có thể được sử dụng một giải pháp thay thế TikTok hay không. Khi được hỏi về các chi tiết cụ thể, Thượng nghị sĩ Sullivan cho biết trách nhiệm tuân thủ luật sẽ thuộc về chính TikTok. Với lệnh cấm này, Thống đốc Sanford và cơ quan lập pháp Montana đã chà đạp lên quyền tự do ngôn luận của hàng trăm nghìn người Montana, những người sử dụng TikTok để thể hiện bản thân, lấy thông tin và điều hành doanh nghiệp nhỏ của họ, giám đốc chính sách địa phương của ACLU, Keegan Medrando, cho biết trong một tuyên bố. Montana trở thành bang đầu tiên ở Mỹ cấm toàn diện ứng dụng truyền thông xã hội TikTok. Đáp lại, ông Sanford khẳng định Montana đang thực hiện hành động quyết đoán nhất so với bất kỳ tiểu bang nào để bảo vệ dữ liệu riêng tư và thông tin cá nhân nhạy cảm của người Montana. Là một phần của dự luật, Thống đốc bang cũng đang chỉ đạo một số nhân viên nhà nước không được sử dụng tất cả các ứng dụng truyền thông xã hội liên quan đến các đối thủ nước ngoài trên thiết bị nhà nước, chẳng hạn như WeChat. Hiện không rõ có bao nhiêu người đang sử dụng WeChat ở Montana. Theo các luật sư, Montana sẽ phải đối mặt với những thách thức tiềm ẩn trước lo ngại về quyền tự do ngôn luận. Jermil Zaffer, giám đốc điều hành tại Đại học Columbia, cho biết Montana sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc thuyết phục tòa án rằng lệnh cấm này phù hợp. Trước đó, luật pháp Montana viện dẫn những lo ngại về an ninh quốc gia làm cơ sở để cấm TikTok. Một số quan chức chính quyền ông Joe Biden và các thành viên quốc hội cũng nói rằng chính phủ Trung Quốc có thể ra lệnh cho công ty mẹ của TikTok, Biden có trụ sở tại Bắc Kinh, sử dụng TikTok để theo dõi người Mỹ hoặc phát tán tuyên truyền sai lệch. Đáp lại, TikTok khẳng định kịch bản trên chưa bao giờ xảy ra, đồng thời đề xuất một kế hoạch trị giá $1,5 tỷ nhằm ngăn chặn các hoạt động tại Mỹ khỏi Trung Quốc. Câu hỏi đặt ra là, tòa án có coi dự luật của Montana là việc điều chỉnh hành vi hoặc lời nói không? Một ý kiến chỉ trích dự luật cho biết. Chính phủ Mỹ đã không chỉ ra bất kỳ bằng chứng cụ thể nào về tác hại của TikTok đối với an ninh quốc gia. Chỉ có những suy đoán mơ hồ về cách dữ liệu của người Mỹ bị sử dụng sai lệch hoặc cách chính phủ Trung Quốc quảng bá tuyên truyền thông tin. Những người phản đối cho rằng đây là hành vi thái quá của chính quyền, đồng thời cho biết người dân bang Montana có thể dễ dàng lách lệnh cấm bằng cách sử dụng mạng ảo chuyên dụng. Theo Wall Street Journal, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.